Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Fnay Dufy. Tiếp tục với chuyên mục thông tin nhanh 1B chapter mới. Và trước khi bắt đầu vào nội dung chính, tôi khuyến cáo rằng video này sẽ tiết lộ rất nhiều nội dung trong chapter mới sắp ra mắt. Vì thế các bạn có thể dừng lại ngay tại đây nếu không thích điều đó. Và chapter 1021 sắp tới này tiếp tục là một chapter vô cùng đặc sắc với rất nhiều thông tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn liên quan tới cô nàng Robin của chúng ta. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn được chờ thêm nữa. Chúng ta cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và tìm hiểu về một vài thông tin nhanh 1B chapter 1021 sắp tới. Tiêu đề của chapter này là Demonio, theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là ác quỷ. Rõ ràng tiêu đề này dành riêng cho cô nàng Robin xinh đẹp của chúng ta. Bởi phần lớn thời lượng của chapter 1021 sắp tới là nói về trận chiến giữa Robin với Black Maria. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu ở chapter sau chúng ta được thấy Robin cường hóa Haki vũ trang với những cánh tay đó. Giống như cái cách Usopp đã thức tỉnh Haki quan sát khi cố gắng hạ gục Sugar ở Dressrosa. Bởi không phải ngẫu nhiên mà Oda lại không cho chúng ta thấy đòn tấn công cuối cùng của Robin trong chapter này. Rõ ràng Oda đang muốn nâng cấp sức mạnh cho Robin. Đó là những gì tôi đã nói trong chapter 1020 mới đây. Và thật vui vì mọi thứ đang diễn ra đúng như vậy. Oda đã thật sự nâng cấp và để chúng ta thấy sức mạnh mới của Robin trong chapter 1021 mới nhất này. Và những sức mạnh mới của Robin thật sự rất ấn tượng và cũng cực kỳ đáng sợ. Mở đầu chapter bằng một đoạn hồi tưởng ngắn của Robin với Sabo, Koala và Hack, những người trong lực lượng của cách mạng của Dragon. Theo đó thì ba người này đã khuyến khích Robin nên học karate người cá. Cụ thể hơn thì Robin đã được Sabo chỉ dạy võ thuật đối kháng đánh tay đôi. Và khi băng Muron trên đường tới đảo người cá, họ đã bị một tảng đá chặn lại cản đường. Robin đã áp dụng những gì cô học được từ khóa huấn luyện của quân cách mạng và đập vỡ tảng đá đó bằng chiêu thức Higanteku Namo. Chính là chiêu thức mà Robin đã dùng để tát sắp mặt Black Maria trước đó. Koala thì muốn dạy Robin sử dụng karate người cá, còn Sabo thì tiếp tục muốn dạy cô sử dụng Roosuken, long trảo thủ. Đây chính là món sức mạnh mà chúng ta đã thấy Sabo thường xuyên sử dụng nhất. Dùng để phá sàn thi đấu, bóp nát mặt Fort Rock Battle và cả mặt Caesar Burgers ở Dressrosa. Và rõ ràng món đòn long trảo thủ của Sabo luôn đi kèm với Haki vũ trang, thậm chí đó là Haki vũ trang cấp cao. Tôi sẽ nói chi tiết hơn trong video phân tích chapter. Và tất cả những đòn tấn công của Black Maria đều kết thúc bằng Maria, một chi tiết rất thú vị. Và Robin đã sử dụng một chiêu thức mới có tên là Demonio Flail, bông hoa ác quỷ, biến cơ thể của Robin thành một con ác quỷ màu đen khổng lồ. Màu đen của chiêu thức này chỉ đơn thuần là do năng lực của trái ác quỷ Hanahana, hay đó còn là Haki vũ trang. Tôi nghĩ rằng đó là Haki vũ trang, bởi Robin đã được Sabo, một nhân vật có Haki rất mạnh, chỉ dạy trong suốt 2 năm time skip. Có nghĩa ngay lúc này, Robin có thể sử dụng được karate người cá và cả những món đối kháng mang tính tất sát của Sabo, thậm chí là có cả Haki vũ trang. Một sự nâng cấp quá sức tuyệt vời của Oda dành cho Robin, còn cụ thể hơn thì chúng ta phải chờ chapter ra mắt. Thông tin tiếp theo, vậy là ai đó đã tiếp tế thịt cho Luffy kịp lúc, cậu ta đang ăn và đang hồi phục một cách nhanh chóng. Giống như nếu muốn mọc lại răng thì uống sữa bổ sung canxi vậy. Và theo những thông tin đã tiết lộ thì vẫn chưa thấy nói gì tới Caribou cả. Và thông tin cuối cùng của chapter này là Momonosuke đã yêu cầu Shinobu sử dụng Zuku Zuku no Jutsu để biến cơ thể của mình thành người lớn. Nhưng sau tất cả thì Shinobu đã nói không. Trái quỷ của Shinobu có tên là Zuku Zuku và Zuku đây xuất phát từ Zuku Suru, có nghĩa là trưởng thành trong tiếng Nhật. Và dù Shinobu đã từ chối, nhưng với năng lực của mình cũng như sự ấp mở của Oda, khả năng rất cao Shinobu hoàn toàn có thể biến Momonosuke thành một thanh niên 28 tuổi. Và có thể bạn đã biết rồi, Momonosuke và Yamato đều 28 tuổi, thật thú vị. Và thông tin cuối cùng cũng chính là quan trọng nhất, tuần sau không có chapter mới. Chỉ mới là thông tin nhanh, nói nhiều sẽ mất hay. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.